Chìm. Phải dùng từ tan hoang khi nói về ảnh hưởng của cơn bão này tại tỉnh Quảng Ninh. Từ thành phố Cẩm Phả đến thành phố Hạ Long, hàng trăm cây xanh bị gãy đổ, nhà cửa hai bên đường bị tốc mái, hệ thống cửa kính nhiều nhà cao tầng bị vỡ hoặc đổ sập. Sau 8 tiếng đồng hồ đi trú bão, khi quay lại nơi này, ông Dũng cũng không thể ngờ nhà xưởng của mình giờ thành đống đổ nát. Thật sự là buồn quá, không còn cái gì nữa rồi. Chán lắm rồi. Đa phần những người dân tại tỉnh Quảng Ninh đều được tuyên truyền về ảnh hưởng của bão số 3 và có phương án phòng chống từ sớm. Nhưng nhiều người cũng không thể ngờ, mọi thứ đã tan nát như thế này chỉ trong chốc lát. Tài sản gom góp nhiều năm giờ mất hết. Trước bão chúng tôi không hề chủ quan là đã dùng hết tất cả máy hàng và lưu giữ tất cả các chân kèo cột này. Là đã hầu như là đã đều gia cố, nhưng thực sự cơn bão này nó quá khủng khiếp. Toàn bộ thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả, huyện đảo Vân Đồn mất điện toàn bộ. Hệ thống thông tin liên lạc giữa chính quyền địa phương với các lực lượng chức năng cũng bị ngưng trệ do một số trạm phát sóng điện thoại bị đánh sập. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, hiện một số tàu đánh cá trên địa bàn tỉnh đã bị sóng đánh chìm. Nhưng tất cả đến giờ vẫn chưa có con số thống kê cụ thể. Nhiều năm đi tác nghiệp bão ở khu vực phía Bắc, nhưng chưa bao giờ mà tôi gặp một cơn bão nào mạnh như cơn bão này. Sức gió trưa nay ở thành phố Cẩm Phả đã mạnh tới cấp 12, giật cấp 14. Trời mưa to, gió rít và liên tục chuyển hướng. Và cho tới thời điểm hiện tại thì ở ngoài trời, gió vẫn còn rất mạnh và mưa liên tục chút xuống. Ngay thời điểm này, chính quyền và các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh sẽ đến trực tiếp các địa phương để đánh giá thiệt hại và tìm hướng khắc phục. Hiện nay thì bão số 3 đang ảnh hưởng trực tiếp tới thủ đô Hà Nội, gió liên tục mạnh lên, mưa trắng trời tại nhiều nơi, hàng trăm cây xanh gãy đổ nằm la liệt khắp các tuyến phố, khiến nhiều tuyến đường hiện không thể lưu thông. Phương tiện giao thông công cộng là đường sắt trên cao và xe buýt thì cũng đã dừng hoạt động. Phóng viên Nguyễn Ngân hiện đang có mặt tại hiện trường sẽ thông tin thêm về những thiệt hại xảy ra tại Hà Nội. Xin được mời chị Nguyễn Ngân. Những diễn biến của thời tiết và tình hình ở ngoài đường phố Hà Nội ở thời điểm này quả thực đang rất nguy hiểm. Chúng tôi vừa phải di chuyển từ khu vực gầm cầu vào đây để có thể đảm bảo an toàn. Ở khu vực gầm cầu hiện vẫn đang có rất nhiều người đang dừng ở đây để tránh những luồng gió xoáy đang tiếp tục quật liên hồi. Nhiều người vì ra đường vào chiều nay nên sau nhiều tiếng đồng hồ hiện vẫn chưa thể về nhà. Mọi phương tiện hiện đã gần như ngừng lưu thông từ cuối giờ chiều nay vì gió quá lớn. Và những hình ảnh này quý vị, nhóm phóng viên chúng tôi vừa ghi lại vào cuối giờ chiều cách đây ít phút. Đường phố không có người qua lại, xe máy thì không thể di chuyển. Nhiều người dừng trú dưới những gầm cầu nhiều tiếng nay. Gió, mưa liên tục, càng về chiều thì càng mạnh lên. Và chỉ nhìn những hình ảnh này thôi, nhiều người đã lo ngại, nhiều mái nhà cảm giác cũng không thể trụ được trước những cơn dông lốc vận giật liên hồi. Tại những nhà cao tầng ở Hà Nội, gió mạnh rít liên hồi làm rung các cánh cửa. Và trên nhiều tuyến đường từ đầu giờ chiều nay thì hàng trăm cây xanh, trong đó có nhiều cây nhiều năm tuổi cũng đã bị gãy đổ. Biển quảng cáo, mái tôn bay xuống lòng đường gây nguy hiểm cho người qua đường. Các lực lượng chức năng của các phường, quận, huyện trên toàn thành phố đã huy động tối đa lực lượng. Bên cạnh đó, họ hỗ trợ việc thu dọn cây xanh bởi lúc này lượng cây đổ đang rất lớn. Các công nhân của công ty cây xanh cũng được huy động tối đa trên nhiều tuyến đường. Và đến thời điểm này thì mọi công việc đang phải tạm thời dừng lại vì dông lốc đang quá lớn. Trong mưa bão vẫn có những hình ảnh rất đẹp được chúng tôi và cả những người dân ghi lại. Những hình ảnh những nhóm công nhân và nhiều người dân khác đã dừng lại để giúp đỡ người qua đường, dựng xe vào chiều nay và dẫn xe đến những nơi an toàn. Hay những chiếc xe tải đi thật chậm để chắn gió cho nhiều xe qua cầu đi một đoạn đường cùng nhau an toàn. Dông, lốc, mưa vẫn đang tiếp tục gia tăng và nhiều mối nguy hiểm đang ở ngoài đường ở thời điểm này như cây đổ, mái tôn, bảng hiệu rơi, dây điện đứt. Và thời điểm này quý vị khán giả không ra ngoài đường. Những người dân hiện đang bị mắc kẹt trên đường chưa kịp về nhà cũng nên tìm một vị trí an toàn, kín gió để tránh bão. Và xin mời quay trở lại trường quay ạ.
Vâng, có thể thấy là tình hình mưa lớn và gió giật mạnh do bão số 3 là chưa từng thấy. Và quý vị có thể nhìn thấy những hình ảnh trực tiếp từ hiện trường, phóng viên của chúng tôi đang phải tác nghiệp trong điều kiện rất là vất vả, thậm chí là càng nguy hiểm nữa. Tại tỉnh Nam Định thì càng về chiều tối tình hình mưa bão càng nghiêm trọng hơn. Gió lớn, mưa to, cây đổ nhiều trên các tuyến đường, nhiều nơi đã bị mất điện. Phóng viên Mạnh Tú từ hiện trường sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Hiện tại tôi đang có mặt tại huyện Giao Thủy. Đây là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Nam Định do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Gió hiện tại đang giật cấp 11. Nếu như đi khỏi những hiên nhà như thế này thì gần như khó có thể đứng vững, chưa nói đến việc di chuyển an toàn ạ. Trong khi tầm nhìn hiện tại cũng chỉ còn vài trăm mét do mưa lớn kèm với gió mạnh. Gió lớn cũng đã khiến hàng trăm cây lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Nam Định đổ ngã. Tuy nhiên, do gió lớn nên gần như công tác khắc phục vẫn chưa thể triển khai. Không chỉ cây cối đâu ạ, cột điện, đèn đường, biển cảnh báo và cả nhà dân cũng trong tình trạng đổ gãy. Hướng gió cũng liên tục đổi chiều, khiến cho nhiều khu vực của tỉnh Nam Định hiện nay đã phải cắt điện trên diện rộng để tránh xảy ra những sự cố khác. Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại do mưa bão gây ra, nhưng gần như toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân đã phải dừng lại. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũng đưa ra thông báo đối với người dân không ra khỏi nhà vào tối nay. Còn tại tỉnh Thái Bình thì cấp gió và lượng mưa đã tăng đột biến bắt đầu từ khoảng 16 giờ chiều ngày hôm nay và liên tục duy trì, không những không suy giảm mà đến hiện tại còn có phần mạnh hơn. Phóng viên Sơn Hà đang có mặt tại Thái Bình sẽ thông tin chi tiết. Vị trí tôi đang đứng là trung tâm của huyện Tiền Hải của tỉnh Thái Bình. Dù cách vị trí cơn bão số 3 đổ bộ khoảng 100 km đường chim bay, nhưng có thể thấy rõ là lượng mưa khá lớn và đặc biệt là sức gió tại đây đang rất mạnh. Để dễ hình dung thì có những đợt gió có thể thổi bay cả người và xe máy. Cũng phải khá khó khăn để chúng tôi có thể di chuyển trên đường trong đầu giờ chiều nay, bởi gió mạnh nhiều lúc khiến đến cả xe ô tô còn phải chao đảo. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều cây xanh bị đổ, nhiều diện tích lúa đã bị thiệt hại. Từ sau 16 giờ chiều đến hiện tại thì gió rất mạnh, thậm chí không thể di chuyển bên ngoài đường được nữa, kể cả bằng ô tô, bởi rất mạo hiểm. Toàn tỉnh Thái Bình đã phải cắt điện để đảm bảo an toàn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, khoảng 20.000 hecta lúa đã bị dập đổ, thiệt hại nặng. Đến thời điểm hiện tại, 100% lực lượng công an quân đội đang ứng trực phòng chống bão số 3 với tổng quân số là hơn 9.000 người, sẵn sàng khắc phục ứng phó với những sự cố xảy ra. Theo báo cáo mới nhất, chưa xuất hiện bất cứ sự cố nào tại các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Công tác neo đậu tàu thuyền vẫn đảm bảo an toàn. Và rất may mắn là đến hiện tại, tỉnh Thái Bình chưa có ghi nhận bất cứ thương vong nào về.